Sáng ngày 23 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Tranh án Tòa nhân dân tối cao đã tiếp xã giao đồng chí Phay VC, Si Bô Lị Pha, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cùng các thành viên trong đoàn công tác vui mừng chào đón đồng chí phay vc bua lị pha cùng với các thành viên đoàn đại biểu cấp cao bộ tư pháp lào đã đến thăm và làm việc với tòa nhân dân tối cao việt nam tranh án nguyễn hòa bình nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa việt nam lào ngày càng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong đó có những thành tựu nổi bật trong hoạt động pháp luật và tư pháp Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào, tranh án Nguyễn Hòa Bình đã giới thiệu một số thành tựu cải cách tư pháp tại Việt Nam, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước không ngừng phát triển. Trong thời gian qua, tòa án, nhân dân các tỉnh biên giới của hai nước cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác ủy thác tư pháp, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy giải quyết hiệu quả các loại vụ việc. Để nâng cao hiệu quả trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, hai quốc gia cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Lào và Việt Nam. Hiệp định song phương giữa hai chính phủ Lào Việt Nam về phòng chống ma túy, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và thực tiễn xét xử các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến người Việt Nam ở Lào và người Lào ở Việt Nam. Trao đổi tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào thông tin về chương trình công tác của đoàn trong những ngày ở Việt Nam, về tổ chức bộ máy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp của Lào đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác giữa tòa án hai nước và tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp son sắc Việt Nam Lào luôn không ngừng phát triển toàn diện và sâu rộng. Đặc biệt sau khi kết thúc hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam Lào mở rộng lần thứ năm, Bộ Tư pháp hai nước sẽ tiếp tục đưa ra những phương thức hợp tác hiệu quả hơn nữa trong công tác pháp luật và tư pháp.